Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức khai mạc giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021. Đến dự lễ khai mạc và động viên các đội thi đấu có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh, Tổng cục Thể dục Thể thao, các nhà tài trợ và đông đảo người hâm mộ. Tại buổi lễ, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội. Ban tổ chức giải đã tặng kỷ niệm chương cho nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình. Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021 là hoạt động thể thao lớn nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Thể thao Việt Nam. Đây là cơ hội để cho các đội bóng thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn trước khi bước vào vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2021. Tham gia giải năm nay có 6 đội bóng chuyền nam và 6 đội bóng chuyền nữ. Đây là những đội bóng mạnh, có chất lượng chuyên môn tốt và từng đạt thứ hạng cao ở giải vô địch quốc gia. Tại giải này, các đội chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn các đội có thứ hạng cao nhất vào thi đấu vòng bán kết và trận chung kết. Ngay sau lễ khai mạc được tổ chức trang trọng và ngắn gọn, đã diễn ra trận đấu giữa nữ chủ nhà Ninh Bình Doveco gặp Ulsan Thái Bình. Kết quả, đội bóng chuyền nữ Ulsan Thái Bình đã giành thắng lợi với tỷ số 3-2. Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 3.